Chào quý vị và các bạn, phóng viên Sắc Màu Cuộc Sống đang có mặt tại quận Ngã Tư, tại khu vực chợ vải Ninh Hiệp để ghi hình và chia sẻ với bạn hình ảnh về cuộc sống đời thường của người dân tại khu vực chợ vải Ninh Hiệp này. Đây là một cái ngã ba khu chợ khá là sầm uất và mọi người đang tiến hành thu dọn đồ bởi vì trời đã về chiều rồi. Nhiều cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa. Phương tiện giao thông đi lại trên đường do hẹp này nên chủ yếu là bằng phương tiện xe máy và xe nam hoặc là xe bán tải nhỏ. Một hình ảnh một cô già có bộ râu dài rất là đẹp, cô đi xe đạp. Xe hàng về sau khi đã tan buổi chợ. Vừa rồi là một vài hình ảnh chia sẻ của kênh Sắc Màu Cuộc Sống, chia sẻ về hình ảnh một điểm giao thông ngã ba khu chợ Lê Vải Ninh Hiệp với những hình ảnh đời thường người dân sinh hoạt tại khu chợ này. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã theo dõi video hãy like và chia sẻ video người xem rồi hãy tiếp tục đón nhận những video tiếp theo trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống này. Xin chân thành cảm ơn bạn và các bạn video tiếp theo. Đây là một hoạt động lớn nhằm giải quyết